các cái thành phần của cái cash conversion cycle này này, thì cái phần nào nó đã làm tăng cái vòng quay đấy lên. Thế thì sau khi mà xác định được rồi thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp để chúng ta thay đổi nó. Hoặc là mình muốn là mình đang có cái vòng quay là 60 ngày mà mình muốn giảm xuống 50 ngày, thì cái công thức này nó cũng sẽ cho mình biết là mình có thể làm được những gì để giảm được cái cash conversion cycle này về 50 ngày như mong muốn. Đó thì đấy là ban sáng. Ban sáng mình cũng nói thêm về cái việc là nếu mà mình rơi vào cái tình trạng công ty của mình ấy, cái cash situation mà nó rơi vào tình trạng là excess cash, hoặc là hay nói khác đi là mình có cash surplus ấy, thì mình sẽ làm cái gì? Thì lời khuyên là bao giờ mình cũng phải đầu tư vào các cái short term securities, các cái chứng khoán ngắn hạn. Và khi mà nói về các cái chứng khoán ngắn hạn thì đương nhiên là mình đầu tư là mình phải biết cách tính cái mức sinh lời, đúng không? Thì ở đây mình có bốn cái công thức để mình có thể tính được cái mức sinh lời. Trong đó thì hai công thức dưới là nó tính dựa trên cái hiểu về return bình thường, có nghĩa là tôi bỏ ra 1 đồng thì tôi sẽ thu về bao nhiêu đồng. Thế còn cái hai công thức phía trên là cái tỷ lệ phần trăm discount ấy, thì nó lại dựa trên cái face value là cái mệnh giá của cái chứng khoán mà mình đầu tư. Đó, thế thì tiếp theo là mình có nói về cái IPS, tức là cái chính sách đầu tư. Thì nội dung của cái IPS này này thì các bạn có thể đọc thêm ở trong cái cuốn bài giảng. Thì thông thường người ta cũng hỏi các bạn là xem là một cái nội dung như thế thì là có phải nội dung của IPS hay không, thì bạn sẽ chọn multiple choice questions. Cũng lưu ý rằng là đối với cả cái môn cái level 1 của CFA ấy, của cái chứng chỉ CFA, thì 100% là các bạn được thi dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm. Level 2 cũng vậy, là 100% dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm. Cho nên là tất cả những cái này là bạn phải nhớ trong đầu thôi, còn đôi khi và nó khác cái thi tự luận, là thi tự luận bạn nhớ chính xác và người ta hỏi là cái IPS gồm những nội dung gì bạn liệt kê ra. Còn đâu thi trắc nghiệm thì nó có thể khác, là bạn sẽ người ta cho rất nhiều lựa chọn, người ta hỏi là cái nào trong những cái sau đây thì nó sẽ nằm trong nội dung của IPS thì bạn lại phải chọn đấy. Thế thì suy cho cùng thì tóm lại là mình vẫn phải học đầy đủ các cái nội dung này. Bình thường mình gọi cái này là nội dung lý thuyết, đúng không? Chiều nay thì mình chuyển sang cái phần này, đấy là sau khi mà mình nhìn tổng quát về cái working capital management rồi, thì chúng ta sẽ xem về cái quản trị cái account receivable. Thì khi mà quản trị các khoản phải thu ấy, thì một cái công cụ mà người ta offer ở đây đó là aging schedule. Nó gọi là aging schedule. Thì đây là cái bảng thời hạn của các khoản phải thu thôi. Cái aging này có nghĩa là nó già, nó đến hạn lúc nào, tức là tại cái thời điểm chúng ta đang xét. Thế thì đây là hình ảnh của một cái gọi là aging schedule. Nó có ở phía bên tay trái của bạn có days outstanding là cái thời hạn mà còn nợ đấy. Và bên tay phải của các bạn nó sẽ là các cái tháng. Thì thông thường đối với cả cái phần aging schedule này thì người ta sẽ làm 3 tháng tiếp theo. Ví dụ như bây giờ là tháng 4 thì người ta sẽ làm cho tháng 5, tháng 6, tháng 7, và bây giờ là tháng 2 thì người ta sẽ làm cho tháng 3, tháng 4 và tháng 5. Sau đó chuyển sang tháng 3 thì bạn lại làm tháng 4, tháng 5 và tháng 6, tức là ngồi như thế để thấy rằng là à trong 3 tháng tới thì mình sẽ phải đòi tiền những ông nào, những thằng nào, đòi bao nhiêu tiền, và để mình có các cái kế hoạch cụ thể, các cái bước cụ thể. Đó. Thì ở chỗ này nó có là trong tháng 3, tháng 4 và tháng 5 của công ty này thì cái nợ mà dưới 31 ngày ấy là chiếm số tiền như thế này. Nợ từ 31 đến 60 ngày thì chiếm số tiền như thế này. Nợ 61 cho đến 90 ngày là như thế này, và nợ trên 90 ngày là như thế này. Nếu mà nhìn vào thì các bạn có thể thấy rằng là cái thời hạn nợ dài ấy, thì nó có xu hướng giảm đi, có nghĩa là đa phần thì chúng ta thu được trong vòng 30 ngày, 31 ngày, đúng không? Còn đâu thì những phần còn lại có vẻ như là đang là quá hạn đấy. Đặc biệt là cái trên 90 ngày này này,
thì có thể là quá dài hơn ấy, thì nó chỉ còn một phần ít thôi. Nếu mà mình thấy cái này thì nói chung nó cũng tùy thuộc vào cái gọi là credit policy của công ty, có nghĩa rằng là công ty thực tế là cho khách hàng nợ trung bình ở mức nào. Nếu như mà công ty cho người ta nợ trung bình ở mức 90 ngày thì cái aging schedule này trông nó có vẻ lại không hợp lý, là tại sao mà 90 ngày thông thường thì lại có những cái khoản nợ rất là lớn mà mình thu được trong trong cái thời gian là ngắn hơn. Đó, thế tuy nhiên thì nó cũng do là nó cũng thể có thể hiểu theo một cách khác, đấy là cho đến 30 ngày tiếp theo thì có những cái khoản nợ trước đây mình bán được rất nhiều, tức là 2 tháng trước thì doanh thu của mình tự nhiên là tăng lên rất nhiều, cho nên là tự nhiên đến cái tháng tiếp theo ấy thì cái doanh thu nó sẽ gọi là mình thu được nhiều hơn ấy. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Đó thì nói tóm lại là mình cũng sẽ phân tích và mình phải ứng với cái chính sách cho nợ hay là chính sách tín dụng của công ty đối với cả các khách hàng. Thì ở cái bảng này là dùng dưới dạng là absolute number, tức là các cái số liệu tuyệt đối. Thế còn đương nhiên là mình cũng có thể có cái bảng dạng gọi là percentage, đúng không? Thế thì đây là ví dụ của một cái dạng percentage, thì vẫn là các cái thời hạn từ 31 ngày trên 90 ngày, và đây người ta có tính thêm cái average collection days, tức là dưới 31 ngày thì trung bình là chúng ta thu được trong vòng bao nhiêu ngày, thì đấy là 22 ngày, và cái tỷ trọng của cái khối lượng nợ là chiếm tới 40% là nợ ở trong xin lỗi, các khoản phải thu trong 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 vòng 31 ngày, và days nhân với weight tức là nó tương ứng với bao nhiêu trong tổng cái thời gian phải thu ấy, thì mình sẽ lấy 22 ngày nhân 40% thì ra 8,8 ngày, xong cộng hết cái đám này lại thì nó sẽ có cái thời gian thu hồi nợ trung bình ấy là 30 à 50,3. Thì đây cũng là một cái cách tính này thì có thể nó sẽ chính xác hơn một chút so với cả cái cách tính thông thường mà chúng ta vẫn tính theo dạng là days of account receivable mà lúc trước chúng ta có công thức đó. Đó, thế thì cái cuối cùng ở chỗ này thì nó có cái đánh giá evaluating performance. Tức là chúng ta sẽ đánh giá về cái việc quản trị các cái phần trong working capital. Thì cái phần đầu tiên là receivable. Thì khi đánh giá nó thì chúng ta sẽ phải xem xét cái trade-off between credit terms and sales. Trade-off là sự đánh đổi. Ok. Thì cái sự đánh đổi giữa cái credit terms và sales là nghĩa là như thế nào? Thì có nghĩa là quay trở lại cái này. Quay trở lại cái trước này của các bạn này. Thì bạn thấy rằng là doanh thu rất là nhiều trong vòng một tháng này, rồi là nó bớt đi trong vòng 2 tháng. Thế thì bây giờ đây là các khoản phải thu chứ. Bây giờ bạn muốn là mình thu hồi nhanh lên số tiền này, chẳng hạn như là các cái khoản từ 31 cho đến 60 ngày mà bạn cũng muốn thu tiền luôn ấy, thì bạn làm thế nào? Thì câu trả lời là mình sẽ đưa ra cái discount cho khách hàng. Và discount này là ở dạng discount thanh toán này, nó khác đi là tiếng Anh nó sẽ là payment discount hoặc là settlement discount hoặc là cash discount thì đều là nó. Thì mình sẽ có thể thu hồi được luôn 150 này, thu hồi ngay, ok, trong vòng 31 ngày, ok. Đó, thế thì khi mà đưa ra cái discount đấy hoặc là mình muốn làm cái thời gian thu hồi ngắn lại thì mình có thể là chuyển, ví dụ như là thời gian thu hồi nợ trung bình của mình đang là 60 ngày. Thì bây giờ mình không cho khách nợ 60 ngày nữa, mình cho khách nợ 30 ngày thôi. Thì có phải là cái thời gian mà mình phải chờ để mình thu hồi các khoản phải thu ấy, nó sẽ rút ngắn lại. Thế thì điều đấy thì là khá là tốt đối với công ty ở cái khía cạnh là mình sẽ có tiền luôn và nó sẽ bớt cái rủi ro về quản lý dòng tiền của mình. Thế nhưng mà nó ngược lại là nó sẽ ảnh hưởng tới sales là doanh thu. Tại vì khi mà cái chính sách tín dụng thắt chặt hơn ấy, thì cái ông mua hàng ấy, ông có xu hướng là chọn cái nhà cung cấp mà có chính sách tín dụng nó nới lỏng hơn. Tại vì là ông ấy có thể là không có tiền trong vòng 1 tháng, ông ấy chỉ có tiền trong vòng 3 tháng thôi, thì ông không thể mua hàng của mình được. Đó thì
Khi mà người ta muốn đánh giá xem là cái chính sách về quản trị receivable của mình đã tốt thế chưa ấy, thì ý ở đây người ta nói là mình phải cân nhắc giữa cái trade-off between credit terms and sales là vì thế. Đó. Tiếp theo là cái inventory thì cũng tương tự như vậy. Đương nhiên là cái inventory theo cái khía cạnh của working capital management ấy, thì mình đừng có để nhiều quá về inventory, bởi vì rõ ràng là ví dụ mình bị tồn kho đến 2 tỷ đồng thì bạn hình dung là 2 tỷ đồng trong kho đấy cho đến khi mình bán được thì nó bị ứ đọng, và cái ít nhất cái tiền mà mình mất đấy là cái phần lãi ấy, phần lãi liên quan tới 2 tỷ đồng đấy. Chứ tự nhiên bạn bỏ tiền ra, bạn bán, nếu là tiền của bạn thì bạn bỏ vào ngân hàng 2 tỷ đồng bạn thu lãi hàng kỳ đúng không, hoặc là nếu bạn phải đầu tư một khoản vay thì bạn cũng phải trả lãi hàng kỳ đó. Thì cái inventory này nó có thể chiếm một cái giá trị rất là lớn. Thế thì các công ty khi mà quản trị cái working capital management họ có xu hướng là giảm bớt inventory tới mức tối thiểu có thể, nhưng cũng lưu ý rằng là nếu mà mình giảm quá thì nó lại có thể dẫn tới hiện trạng là stock out. Đây nó có cái từ là stock out, tức là không có hàng ở trong không có hàng ở trong các khoản trong trong kho nữa. Và stock out nó lại sẽ liên quan tới hai cái khả năng, một là khách hàng đến mua hàng finished goods tức là hàng thành phẩm ấy mà không có mà mua, cái khả năng số 2 là mình muốn sản xuất nhưng mà không có cái gì để sản xuất đấy, thì tại vì là materials trong đấy là không có rồi đúng không đấy. Thế thì đấy là vấn đề. Đối với cả payable thì cũng tương tự như vậy. Đối với phần payable thì cũng tương tự như vậy, là nếu như mà mình trả sớm quá, trả sớm ý, thì mình có thể là chủ động được trong cái việc chi trả tiền đối với cả nhà cung cấp, và ngoài ra thì mình có thể take advantage of discount. Ok, discount này cũng là chiết khấu thanh toán, nhưng mà keep up potential interest on cash. Tức là nếu như mà mình mà trả sớm ý, thì mình có thể là có lấy được cái discount đấy, tuy nhiên thì mình có thể là mất cả interest on cash, tức là tại vì mình trả sớm mà, thì nếu như mà mình trả muộn thì giống như là mình được vay nợ khách hàng mà người cung cấp mà không phải trả lãi ấy. Đó, thế còn thì coi như là mình đã give up cái potential interest on cash đấy rồi. Thế còn late payment thì là sao? Là mình có thể tăng được cái interest cost. Tại vì là rõ ràng cái phần chi chi phí về lãi này là mình không phải trả đúng không? And however, tuy nhiên thì nó có thể can damage supplier relationship, tức là nó có thể là liên quan tới việc ảnh hưởng tới mối quan hệ của công ty mình với cả nhà cung cấp, tại vì mình cứ cố gắng trì hoãn cái việc là hoàn trả nợ. Đó. Thế thì cái phần cuối cùng liên quan đến phần này đấy là đấy là cái gì đây? Đây là short term funding. Ok, như lúc nãy mình nói thì mình mới nói về cái trường hợp là cash surplus thôi đúng không? Surplus rồi thì mình phải đầu tư. Thế còn cái trạng thái còn lại là cash deficit thì mình lại chưa nói đúng không? Thế thì ở chỗ này mình nói nốt. Đây cô sẽ ghi vào đây là clear này. Cash deficit để các bạn nhớ lại thôi. Đây là cái trường hợp còn lại nên mình bị thâm hụt tiền mặt. Thế thì khi thâm hụt tiền mặt thì mình làm thế nào? Mình đi vay thôi. Ở đây nó có nhiều trạng thái vay. Một là mình có thể sử dụng vay ngân hàng. Mình có lines of credit, tức là các cái dạng vay khác nhau. Thì ở đây người ta đề cập tới ba loại vay. Một là committed credit, hai là revolving credit, và ba là uncommitted credit. Thì committed là khoản vay cam kết. Khoản vay cam kết thì là thế nào? Tức là mình tới ngân hàng, mình xin vay cam kết. Thì khi mà vay cam kết như vậy ấy, thì là ngân hàng cam kết với mình là khi mà tôi cần vay thì anh sẽ cho tôi vay với cái lãi theo theo ngân hàng của tôi đấy.
Thế thì họ chỉ cam kết cho mình như thế thôi, và nếu như mà cam kết như vậy thì giống như là doanh nghiệp có một sự đảm bảo nhất định, tại vì là cứ khi mà cần tiền ngắn hạn thì người ta sẽ đến ngân hàng vay và chắc chắn vay được luôn. Tại vì bạn thấy là rõ ràng không phải mình cứ đến tiền ngân hàng mình vay là sẽ vay được đúng không? Người ta còn phải xét chán, xét chê xong là người ta xem là ông này có thể có khả năng trả nợ hay không, dự án của ông này thì có ổn hay không, vân vân ABC. Thì nó sẽ mất thời gian và nó cũng có cái khả năng là mình sẽ không vay được. Thế thì cái vay cam kết này nó sẽ chắc chắn hơn đối với doanh nghiệp về việc là huy động vốn. Tại lúc đấy tôi đang rất cần tiền rồi, đang rất cần phải chi trả khoản này rồi nhưng mà không có ở đâu thì tôi đến ngân hàng và tôi được vay luôn thì rất là tốt. Thì cái khoản vay cam kết mặc dù vì là nó có cái cam kết của ngân hàng như vậy cho nên là chúng ta sẽ trả một cái khoản phí, công ty mình ấy sẽ phải trả một khoản phí đây. Ta đang ghi là required fees, là cái phí này là phí cho việc ngân hàng cam kết cho tôi vay. Và trong cái cam kết cho tôi vay thì nó có rủi ro, tại vì là đôi khi tại thời điểm này ông như thế này nhưng tại thời điểm khác thì ông rất là khó khăn, nhưng vì tôi đã cam kết rồi cho nên tôi vẫn phải cho ông vay, và cái rủi ro không trả được nợ ấy là sẽ nằm cho về phía ngân hàng. Cho nên là cái ông mà đi vay ông ấy sẽ cần phải trả cái fee này, ok, gọi là commitment fee. Cái loại số 2 là revolving credit, đây là cái loại revolving người ta gọi là tuần hoàn. Tuần hoàn có nghĩa là vay hết, sử dụng hết, trả hết nợ rồi tôi lại cho vay. Revolving credit thì nó như thế này, tức là ví dụ công ty của cô đến ký ngân hàng cái hợp đồng vay lại thuộc dạng revolving. Thì có nghĩa là sao? Thì có nghĩa là cô sẽ vay, ví dụ như cô vay kỳ này cô vay 55 triệu. Sau đó cô vay hạn 1 tháng thì sau khi cô ký cô trả được cái nợ 500 triệu đấy rồi, trả lãi 500 triệu đấy rồi thì người ta tự động cho cô vay cái hạn mức là ví dụ 500 triệu hay 1 tỷ vào tháng tiếp theo đấy. Thế thì cái vay revolving này thì không bằng cái commit ở chỗ là tôi phải trả cái nợ cũ thì tôi mới được vay mới. Thế nhưng nó cũng tốt rồi, là bởi vì khi miễn là tôi trả được nợ cũ thì tôi sẽ được vay mới, và cái việc này cũng có sự cam kết của ngân hàng. Và vì có cam kết ngân hàng cho nên chúng ta cũng có cái fee ở đây, nhưng cái fee ở đây nó sẽ ít hơn cái fee ở trên. Và cái này thì nó hay áp dụng đối với cả các cái công ty larger and strongest enterprises, tức là những cái công ty lớn và công ty mạnh thôi. Thế còn những cái công ty nhỏ ấy thì hay vay dưới dạng là uncommitted. Tại sao? Tại vì là công ty nhỏ, ngân hàng thấy là rủi ro cao thì đời nào họ cho vay theo kiểu revolving hay là committed fee, mà họ sẽ vay cho vay theo kiểu uncommitted, tức là tôi sẽ xét trong từng trường hợp anh vay và lúc đấy thì tôi sẽ quyết định là cho anh vay hay không. Cái này thì nó ghi ở đây là less reliable, tức là ít đáng không không tin cậy, không tin cậy ở điểm là không biết là tôi có vay được hay không. Và no fee rất là tốt, vì no fee là không có phí thêm nào, ta chỉ trả đúng cái khoản lãi thôi. Nhưng bạn nhớ là nó có hai cái nhược điểm. Nhược điểm số 1 là không rõ là tôi có vay được không. Nhược điểm số 2 là cái thời gian xét thì nó cũng sẽ mất thời gian một chút thì tôi phải đợi. Đó, thì đấy hai nhược điểm. Bây giờ nếu như mà trong trường hợp bạn không vay ngân hàng ở trực tiếp như thế này thì bạn có thể vay dưới dạng là banker's acceptance. Đó. Banker's acceptance là gì? Là cái chấp phiếu của ngân hàng, hay là vay có sự đảm bảo của ngân hàng. Có sự đảm bảo của ngân hàng thì nghĩa là thế nào? Nghĩa là ngân hàng không cho tôi vay nhưng ngân hàng đảm bảo là nếu như mà tôi vay một anh nào đó thì ngân hàng sẽ đảm bảo cho cái khả năng hoàn trả nợ của tôi. Thì cái này nó hay ứng dụng ở trong cái import and export, hoạt động import and export, tức là sao, là hoạt động gì nhỉ, xuất nhập khẩu. Cái này là như này, tức là chẳng hạn khi mà tôi nhập khẩu một cái lô hàng từ Trung Quốc, sau đó thì cái thằng Trung Quốc thì nó bảo là bây giờ phải chuyển tiền sang cho nó thì nó sẽ chuyển hàng sang cho mình. Thế nhưng mà hiện nay thì công ty đang không có tiền, tại vì công ty phải bán được cái lô hàng này công ty mới có tiền cơ. Thế thì mình mới bảo với thằng Trung Quốc là từ từ, nghĩa là tao sẽ trả cho mày trong vòng 3 tháng.
thì mày cứ xuất trước đi. Nhưng mà thằng Trung Quốc thì có thể nó không đồng ý. Thế thì nó bảo là không thì thôi tao cho mày vay cái này, nhưng mà mày phải có một cái cam kết nào đấy về việc trả nợ. Thì mình cũng có thể vay trực tiếp từ cái thằng xuất khẩu đấy, hoặc nếu không ấy thì mình cũng có thể vay của một cái thằng bạn nào đấy, ví dụ như là một cái thằng bạn của một công ty. Tuy nhiên mặc dù nó là bạn, nhưng mà trong kinh doanh ý, thương trường là chiến trường của các bạn, cho nên là không có chuyện là tôi vay một cái khoản lớn như thế và cái thằng bạn cho tôi vay mà không gì cả. Thì bao giờ nó cũng có muốn có sự chắc chắn, tức là tao hỗ trợ mày nhưng mà mày cũng phải có sự chắc chắn đảm bảo cho tao. Thế thì nó sẽ bảo mình là hãy lấy cho nó một cái bank account acceptance dựa trên cái số tiền mình muốn vay ấy. Ví dụ mình muốn vay thằng đấy là khoảng 20 tỷ hay là 30 tỷ, thì mình nói là mình sẽ đến ngân hàng mình bảo là tao muốn vay của cái thằng bạn tao cái số tiền là 30 tỷ đấy, thì mày hãy làm cho tao một cái banker acceptance là đảm bảo cho việc hoàn trả nợ. Có nghĩa là sau này nếu mình không hoàn trả được cho cái thằng bạn mình 30 triệu, 30 tỷ thì cái ngân hàng sẽ đứng ra để hoàn trả. Thế thì ngân hàng làm sao chấp nhận điều đấy? Nó thường có hai điều kiện. Một là mình phải bỏ một phần số tiền cũng tương đối vào ngân hàng, vào tài khoản của mình ở ngân hàng ấy, để làm cái. Và số 2 là thường mình phải có làm ăn kinh doanh lâu với ngân hàng và có uy tín với ngân hàng. Đó. Thế thì cái hoạt động thương mại nó sẽ được diễn ra dựa trên cái banker acceptance là như vậy. Thế thì đây là dạng vay dưới dạng là tôi không vay trực tiếp từ ngân hàng, nhưng tôi vay dưới dạng là có sự chấp nhận hoàn trả, có sự bảo lãnh của ngân hàng. Đó, thì đấy là cái kiểu số 2. À, nếu mà thiếu tiền nữa thì mình cũng có thể làm cái hoạt động tiếp theo là hoạt động factoring. Factoring thì các bạn học D18 rồi cho nên chắc là biết cái hoạt động này rồi, đấy là hoạt động bán nợ. Bán nợ, factoring. Bán nợ là sao? Là mình không có tiền mặt nhưng mà ở trong các khoản phải thu của mình ấy nó có nhiều tiền đúng không? Thì mình có thể bán các cái khoản nợ của mình cho một cái công ty gọi là công ty factor, là công ty mua bán nợ. Thì họ sẽ mua cái số nợ của mình, sau đó thì họ sẽ đưa cho mình một số tiền, thường là bao nhiêu phần trăm đấy của cái tổng cái giá trị các khoản account receivable của mình. Sau đó thì họ sẽ chịu trách nhiệm là thu hồi cái số nợ cho đến khi hết hạn. Đương nhiên ý, thì trong cái trường hợp mà bạn bán nợ như vậy ý, thì là thường thì những cái trường hợp mà mình không vay được ở trên ấy, không vay được theo kiểu là lines of credit ở phía trên hoặc là không vay được dưới dạng là banker acceptance thì mình mới phải dùng. Và vì không vay được thì thường là mình phải là cái thằng gọi là small user, tức là công ty nhỏ thôi, các công ty nhỏ, và cái khoản vay nó cũng vừa vừa thôi. Và số 2 nữa là higher fee, cái này quan trọng này. Thường ý, cái phí cho cái dịch vụ factoring cũng tương đối là lớn bởi vì cái rủi ro cao thuộc về công ty factor. Họ bán mình bán nợ cho họ nhưng mà nhỡ mà họ không có thu hồi được ấy thì rủi ro là thuộc về phía họ. Như vậy thì thường là muốn mình muốn tham gia một cái dịch vụ factoring thì cái công ty factor họ sẽ phải đánh giá rất là chi tiết về các cái mức độ rủi ro của cái của các khoản nợ của mình ấy. Thì sau khi mà đánh giá xong rồi thì họ sẽ đưa ra một cái mức fee phù hợp, nhưng mà thông thường như cũng nói lúc nãy là cao đó. Và cái cuối cùng, không phải là cái cuối cùng, cái tiếp theo là commercial paper, tức là nếu mà mình vẫn thiếu tiền thì mình cũng có thể vay dưới dạng là thương phiếu. Ok, cái này tiếng Việt mình hay gọi nó là thương phiếu. Thuật ngữ thương phiếu các bạn đã dùng ở trong môn tài chính tiền tệ rồi và môn thanh toán quốc tế nếu như mà các bạn đang học. Thì cái commercial paper là một cái giấy vay nợ giữa các công ty với nhau. Trong đấy ghi là ví dụ có một cái tờ giấy, xong rồi cô muốn vay nợ thì thằng A nào đấy thì cô nói là thằng A hãy cho tao vay nợ, và trong này tao sẽ ghi cho thằng A một cái tờ giấy là tới ngày 30 tháng 9 nhá thì tôi sẽ trả trả cho anh A số tiền là 2 tỷ. Ok, 2 tỷ là gồm có cả tiền gốc và tiền lãi rồi. Và sau đấy thì tôi ký vào đây, cô ký vào đây. Thì đây là một cái dạng của commercial paper. Và
cái commercial paper này bạn thấy là nó chỉ là một cái lời hứa của công ty mình thôi, và cái lời hứa này có hiệu lực dựa trên cái chữ ký của cô là anh giám đốc của công ty, chủ tài khoản của công ty. Thế thì bạn hình dung là ok, cái này cũng có thể mang đi vay nợ. Thế nhưng mà nó chỉ có ý nghĩa khi mà cái chữ ký này nó có hiệu lực. Và muốn cái chữ ký có hiệu lực thì cái công ty buộc phải hai dạng, phải phải ở cái dạng là gọi là strong and large credit, tức là cái mức độ tín nhiệm của công ty mình cực kỳ cao và lớn, mạnh mẽ thì mới có thể vay được kiểu này. Còn nếu không ấy, công ty nho nhỏ xinh xinh ấy thì chắc chắn là mình sẽ không có cái kiểu này rồi. Ok. Và cái cuối cùng của mình ấy là cái non-bank finance company là công ty tài chính. Non-bank là không phải ngân hàng, ý là các cái công ty tài chính không phải ngân hàng. Đó thì mình cũng có thể đi vay. Các bạn có biết cái FE credit rồi đúng không? Nghe nghe bao giờ chưa? Rồi ạ. Ờ đấy. Hoặc là các bạn có thể nghe rất là nhiều công ty cho vay khác nhau, bạn 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 xem ở trên 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 mạng, hay cô không nhớ hết đâu. Cái gì nhỉ, nó có đồng nó có ghi là shop săn gì đấy vân vân này, rồi là công ty gì tài chính 88 gì vân vân đấy. Thế thì những cái dạng này là những cái financial company và họ có thể cho bạn vay. Công ty mình thiếu tiền ra đấy mà vay. Các cái điều kiện vay rất là dễ. Ví dụ như cá nhân ấy, bạn chẳng có gì, bạn vay đúng bằng cái gọi là cái chứng minh thư của bạn vẫn được. Nhưng có điều là cái khoản vay của mình nó sẽ thấp và cái lãi vay nó sẽ cao. Nếu mà bạn có cái bảng lương ấy, thì bạn đi vay ấy, thì mình sẽ có sự đảm bảo cao hơn, thì cái lãi suất vay nó sẽ thấp hơn. Nếu bạn có nhà ấy, thì cái lãi suất vay sẽ thấp hơn nữa. Tóm lại là càng có sự đảm bảo trả nợ cao thì cái lãi của mình vay ấy càng giảm. Thế nhưng mà đây người ta xem là weak credit, tức là gọi là cùng lắm ấy, bận cùng lắm thì chúng ta sẽ dùng thôi, bởi vì thông thường cái dạng cho vay như thế này thì cái lãi suất của nó sẽ thấp, sẽ cao. Đó. Đấy thì như vậy là trong trường hợp có, nếu mà có cash deficit thì mình sẽ đi vay tiền, và đây là những cách cách bạn vay. Ok, vay ngân hàng, vay gọi là có ngân hàng đảm bảo, vay theo kiểu bán nợ, vay công ty khác và vay các cái công ty tài chính không phải ngân hàng. Đó. Thế thì đấy là toàn bộ cái phần working capital management của mình. Thì tạm thời mình sẽ dừng ở đây. Nó có một cái phần lý thuyết ở phần này nữa, đấy chính là cái corporate governance, thì hôm sau cô sẽ cover sau. Thì hôm nay mình đã học khá nhiều lý thuyết rồi, mình sẽ tạm dừng ở cái phần lý thuyết này đúng không? Ok, rồi mình sẽ quay sang cái nội dung về bài tập đi. Bạn Duyên đã nhận được chưa Duyên ơi? Ôi, chưa cô ạ. Không biết. Đây này, cô đã share rồi đây này. Em nhận được cái đấy rồi nhưng mà kiểu lúc mà tải xuống ấy thì tải xuống được nhưng mà nó toàn mở lỗi ấy cô ạ. Cô gửi lại một lần nữa đấy, thử nhá. Đấy, em nhận được rồi, nhưng mà nó toàn bị lỗi. Lỗi à? Sao nhỉ? Em có gửi ảnh ở Zalo rồi đấy cô. Ok, để cô xem, cô chưa xem Zalo. Cái gì nhỉ? Ngoài kênh đấy là cái đấy nó hơi nặng cho nên là cô không gửi bằng kênh khác được. Ok, được rồi, thôi được, tiếp nữa chúng ta sẽ xem, bây giờ chúng ta sẽ làm bài cái đó. Cô ơi, lần này thì được rồi cô ạ. Được rồi đúng không? Em Ok. vừa mới mở ra thì thấy được rồi. Được rồi, thế thì tốt. À. Môn CFA này. 2012 vơ 1 đúng không cô? Đấy. Cái đấy nó hơi cũ rồi mà cô cũng chưa có thời gian để làm lại. Cái đấy hồi xưa là thầy Tú viết. Ngày xưa là khoa mình cái môn này là thầy Tú dạy, thầy Tú trước đây cũng giỏi lắm, thầy dạy, thầy học LSC về đấy, ở cái trường LSC cũng khá nổi tiếng.
là London School of Economics ấy. Sau đấy thì thầy dạy cái môn này, thầy cũng có kinh nghiệm mà làm ở quỹ đầu tư rồi. Thế nhưng mà sau đấy thì dạy một thời gian thì thầy thầy lại chuyển hướng, thầy chuyển sang Bộ Tài chính làm. Xong rồi một thời gian nữa thầy lại chuyển hướng, thầy lại ra công ty làm. Thế nhưng mà nói chung là cũng tương đối là vất vả. Công ty mình xây dựng từ đầu ấy, cũng vất vả. À, nói chung là cũng phải lăn lộn. Đấy, thế thì sau một hồi thì bảo thầy về dạy, nhưng mà thầy bảo là cũng ngại về dạy. Thế là thôi, thi thoảng thì có thể rủ thầy về để chia sẻ thêm với các bạn. Nhưng mà hiện nay thì chủ yếu là thầy về business rồi. Thì sau này khoa mình sẽ hy vọng là có thêm một cái thầy nữa, sẽ tuyển thêm một thầy nữa về công nghệ thông tin, phụ trách mảng lai ghép. Thì sau đấy thì thầy sẽ gọi là phụ trách các cái mảng giống như là khai thác dữ liệu lớn. Chẳng hạn bây giờ bạn xem Google Trend nó ảnh hưởng thế nào tới cái thị trường chứng khoán, số liệu chứng khoán, vân vân đấy. Đều là những cái vấn đề rất là mới, thì chúng ta có thể bàn luận với thầy đấy nhiều hơn chẳng hạn. Tức là cái hướng đi sâu, hoặc là cái hiện nay thì cái hệ thống kế toán của các bạn ấy là nó cũng sử dụng cái dữ liệu lớn cũng khá là nhiều, có nghĩa là hệ thống thông tin kế toán ngày xưa chúng ta chỉ sử dụng cái dữ liệu cổ điển ấy, dạng data thôi, nhưng mà hiện nay cái xu hướng là người ta cũng sử dụng dữ liệu lớn để người ta phân tích về kế toán tài chính, và hoặc là người ta cũng có thể có xu hướng là sử dụng cái gọi là cái sổ dùng blockchain ấy các bạn, cái sổ cái sử dụng cái công nghệ blockchain ấy. Đấy thì nó đôi khi nó cũng không cần cái kiểu ông kế toán ngày như ngày xưa nhiều lắm đâu. Đó thì nói chung là các cái nghề nghiệp hiện nay nó đều có thay đổi rất là nhiều, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính kế toán. Tài chính đi trước, kế toán đi sau, do là đến cái công nghệ mới. Đấy. Chẳng hạn như cái blockchain ấy là người ta tính là cái phương pháp ghi sổ kép mà không thằng nào có thể thay đổi được. Có nghĩa là bình thường các bạn làm kế toán, bạn sẽ ghi sổ và bạn là cái người có thể thay đổi được, ai đấy cũng có thể thay đổi được, miễn là có thể tham gia vào cái hệ thống kế toán của các bạn, có tài khoản tham gia vào. Nhưng mà đối với cả cái phương pháp ghi sổ kép mà sử dụng công nghệ blockchain ấy, là không ai có thể thay đổi được. Đấy, không một cá nhân nào có thể thay đổi được. Vì thế cho nên là cái tính minh bạch của nó rất là cao. Đấy thì cái xu hướng về sau này người ta cũng có thể sử dụng những cái đấy. Đương nhiên với Việt Nam thì bao giờ cũng là nước đi sau ấy, nó sẽ chậm hơn, nhưng mà đấy là một cái xu hướng mà người ta thấy là sẽ ảnh hưởng tới cái nghề nghiệp của các bạn trong tương lai ấy. Thì các bạn cũng có thể xem những cái xu hướng như vậy trong cái nghề nghiệp của mình để biết xu hướng và biết cái cách kiểu đón đầu ấy. Đó, thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem giúp cô cái phần này, cô đã chưa cho lên đây. Chưa cho lên đây cho nên là chưa có cái bài tập ở trên này. À, các bạn giữ cái phần bài tập giúp cô nhé. Cô sẽ ra một số bài tập các bạn làm. Theo nữa thì cô sẽ để một thời gian dài đủ các bạn làm giúp cô, và hôm nay thì cô sẽ đổi chiến lược là cô gọi ngẫu nhiên, thì cô đảm bảo là các bạn là ngoài các bạn mà hay hay giơ tay khoảng 6-7 bạn gì đấy rất hay giơ tay thì các bạn khác cũng buộc phải làm nhé, và cô cũng sẽ xem là cái mức độ trả lời của các bạn đến đâu.
Của corporate finance. Ok, các bạn nghe thấy tiếng vui chưa? Rồi ạ. Các bạn nhìn cái trên bảng. Hơi bắt một chút. Đây, thì mình sẽ làm những bài này giúp cô này. Bài này làm hết rồi này. Các bạn ghi ghi vào nhé. Ghi vào để vì là mình sẽ có nhiều bài khác nhau này. Bài số 12. À, từ từ, sorry các bạn, bài số 12 đâu. Bài số câu 3. Câu 3 trang 1. Câu 5. Câu 6. 3, 5, 6. 12. 15. Hát 35. 37 thử làm xem. 35, 37. 53. 55.
Đấy, được rồi các bạn. Như vậy là có mấy bài như vậy. Thì tóm lại những bài mà có chữ WC là Working Capital ấy, là các bạn làm hết. Thì bây giờ là 13 giờ 20. Thì cô sẽ để cho các bạn tầm khoảng 20 phút. 20 phút tức là đến 13 giờ 40. Thì cô sẽ quay lại và nghe các bạn trả lời các câu hỏi nha các bạn nhé.